Chào các bạn, mình bên đèn hoàng gia.vn. Hôm nay mình thử cái dòng led dây đôi với cả dây đơn, nghe thì rất là buồn cười đúng không? Led dây đôi sử dụng chip led 2835 và dây đơn cũng vậy. Đây là dây bọc silicon nhé, cùng có ánh sáng vàng như nhau. Đấy, số lượng mắt led là cái loại này là 156, còn loại này 120, ít hơn 120 hay là chín mấy. Thì mình xem lại này. Loại này ánh sáng tương đương với dây đôi luôn nhá. Đấy, giá thấp hơn, bé hơn nhưng mà sáng lắm. Đây, số lượng mắt led ít hơn, ánh sáng ngang bằng, có khi sáng hơn đấy. Vì là cái loại này là sử dụng loại led tốt hơn, cùng 2835 tốt hơn. Lumen là niêm yết của hãng là 140 lumen trên 1 watt ấy, quang thông đấy. À, hiệu suất quang đấy. Đấy, ánh sáng rất là căng. Bây giờ mình tắt điện bên ngoài nhé. Ánh sáng sáng lắm. Đấy, sáng cực kỳ. Hơi khó so sánh. Cái này lắp lên trần thạch cao khi so sánh nó dễ hơn. Nhưng mà nhìn nhìn bằng mắt thường mình thì thấy nó cũng chả thua kém gì nhau, nó ngang nhau đấy. Đây này, bên này là dây đơn này, bên này dây đôi này, nó khác gì nhau đâu. Đấy, khoảng cách, thử khoảng cách đấy, nó đều ánh sáng nó đều phản ra đến đây như nhau, tối hơn biết ngay. Loại dây đơn rất là tốt, có dùng hắt trần cũng được. Đây. Đấy, còn đây là dây cuộn dây này nó hỏng này. Nó hỏng cái đầu này. Đấy, cắt lẻ bán. Đẹp không? Bị nháy là do cái điện thoại này camera của Samsung nó bắt ánh sáng tốt lắm. Đấy, thua kém gì đâu, dây đôi đâu. Nên là nhiều khi đừng có so sánh đơn hay đôi, mà quan trọng là cái chip led của nó như thế nào. Đấy, ví dụ như là dây ba hàng chẳng hạn, dây ba hàng trên thị trường khá là nhiều, dây 2835 nhưng không thể bằng dây đơn 5730 và dây zigzag của hãng TLC được. Không thể bằng sáng bằng được. Và giá thành nó cũng cao. Hay là dây như dây 5050 trên thị trường có dây một cuộn tấn 6 7 triệu chẳng hạn. Nó là dây đơn nhưng mà rất là sáng, sáng hơn dây 3 rất là nhiều. Đấy. 5050. Còn cái dây đơn đấy, khách hàng cứ chọn đi, chọn một trong hai đều dùng hắt trần tốt nhé. Loại này có khoảng 22.000 một mét thôi, cuộn mình bán theo cuộn 25 mét hoặc là 50 mét, còn loại này là cuộn 100 mét này. Đấy, đều sử dụng bộ nguồn đấy. Ok nhé. Không biết đâu là dây đơn, không biết đâu là dây đôi luôn. Dây sáng quá. Đấy, ai có nhu cầu mua hàng liên hệ đèn hoàng gia.vn hoặc 0916 773 555. Xin cảm ơn.